cặp tài liệu đựng 5 bánh heroin. Qua công tác nắm tình hình, các chiến sĩ đội 5 phòng cảnh sát hình sự, công an thành phố Hà Nội thủ đô cần phải định vị nguồn tin có một đối tượng giữ tầm quan trọng giao dẫn ma túy với số lượng lớn từ huyện Con Cung tỉnh Nghệ An ra Hà Nội thủ đô, cung cấp cho đầu mối bên trên địa bàn thủ đô. Đầu tháng 9 năm 2019, đơn vị đã lập chuyên án đấu tranh, quyết tâm triệt phá đường dây này. Các do thám đã hóa trang mật phục, theo sát đối tượng Hồ Xuân Long 1958, trú tại huyện Con Cung, Nghệ An, trong không ít ngày liền. Sau nhiều ngày theo dõi, nhận sự bổ trợ nhiệt tình của lực lượng bảo đảm tại bến xe nước ngầm, tới 2 giờ 50 rạng sáng 23 tháng 9 năm 2019, những trinh thám hình sự đội 5 đã phát hiện Long vận chuyển 5 bánh heroin đi xếp hàng. Khi đối tượng người tiêu dùng đang dịch rời trong sân bến xe, những chiến sĩ bất thần lao tới quật ngã, khống chế và thu được tổng thể tang vật trong chiếc cặp của y. Tại cơ quan công an, Hồ Xuân Long khai, nếu chuyển hàng trót lọt, y sẽ được trả công 15 triệu Việt Nam đồng bánh heroin. Long vận chuyển ma túy cho đường dây rất bí mật, theo đó, sau thời điểm nhận hàng từ một người trong phiên bản chưa xác định được danh tính, đối tượng người tiêu dùng sẽ mang heroin ra thành phố Hà Nội bằng xe khách, rồi chờ ở bến xe. Chúng thỏa thuận, lúc nào nhận được điện thoại cảm ứng thông minh từ một người lạ mặt thì Long sẽ giao ma túy, nhận tiền rồi quay trở về Nghệ An. Trước khi bị bắt, Hồ Xuân Long đã từng giao trót lọt một chuyến hàng với con số 3 bánh heroin. Trong khi đó, 5 bánh heroin mà Long bị phát hiện đang vận chuyển được giám định trọng lượng là 1.762,34. Nhân thân khó tin của người vận chuyển. Một trong số những điểm đặc trưng nhất của chuyên án đó là lý lịch, nhân thân của Hồ Xuân Long. Với nhân thân đặc trưng tới mức khó tin, đối tượng người tiêu dùng này khiến cho việc trinh thám của những cán bộ đội 5 thêm phần vất vả. Trước đây, Long từng là giáo viên, tiếp nối chuyển công tác về phòng giáo dục huyện Con Cung. Tuy nhiên, do kinh doanh thua lỗ lời Long giải thích, nên đối tượng người tiêu dùng rơi vào cảnh túng quẫn, rồi nảy sinh ý định lấy trộm két sắt trong phòng thủ quỹ của đơn vị. Nghĩ là làm, tới vào giữa tháng 11 năm 1996, Hồ Xuân Long rủ một người hàng xóm cùng tới nơi thao tác làm việc lấy trộm két sắt trót lọt, chiếm đoạt số tiền lên tới mức hơn 500 triệu Việt Nam đồng, một số tiền rất cao ở thời điểm đó. Vụ án này từng tạo ra chấn động cả huyện, khiến cho cảnh sát phải khảo sát trong suốt 2 tháng mới tìm ra thủ phạm. Năm 1997, Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Hồ Xuân Long mức án chung thân. Trong quá trình thụ án, Long đã thể hiện là một trong phạm nhân có ý thức, tham gia việc dạy chữ cho những phạm nhân khác và được cán bộ trại giam đánh giá tốt. Nhờ vậy, sau 15 năm ngồi tù, Long được giảm án và trả tự do vào năm 2012. Sau khi ra tù, Long làm nhiều quá trình không giống nhau nhưng vẫn luôn luôn giữ phong cách gọn gàng như thời còn hỗ trợ cán bộ. Những người quen biết Long không thể ngờ một đối tượng người tiêu dùng từng bị phạt tù chung thân, ngồi tù suốt 15 năm, lại rất có thể thường xuyên phi pháp với mức độ nghiêm trọng hơn. Với những gì đã trải qua, Long tỏ ra tinh vi, khó đoán biết hơn, khiến cho những trinh thám phải rất vất vả trong quá trình đeo bám. Những vất vả trước lúc phát án. Để đi tới đưa ra quyết định phát án hôm 23 tháng 9 năm 2019, đội 5 đã phải tập trung suốt 2 tháng để đeo bám, theo sát Hồ Xuân Long để nắm được lịch trình vận chuyển ma túy của đối tượng người tiêu dùng. Với sự lọc lõi của phiên bản thân, trong quá trình đi xếp hàng tương tự như trên đường quay về, Long không lúc nào đi bằng một xe ô tô. Đối tượng thường xuyên xuống giữa chừng rồi đổi sang xe khác. Ví dụ từ thành phố Hà Nội, Hồ Xuân Long chỉ đi xe khách tới Ninh Bình thì xuống xe nghỉ, tiếp nối bắt xe khác tới Thanh Hóa. Từ đây, đối tượng người tiêu dùng lại thường xuyên lên một ô tô khác để về nhà ở huyện Con Cung. Trong suốt 2 tháng ròng rã đeo bám, những trinh thám hình sự đã có không dưới 5 lần tới quanh vùng nhà Long để ghi nhận tình hình. Tại đây, mỗi căn nhà đều tách bóc biệt trên một ngọn đồi, dân cư thưa thớt, vì vậy người lạ ra vào rất giản đơn bị phát hiện. Bằng những biện pháp nghiệp vụ, những trinh thám đã nắm được phương thức vận chuyển ma túy của Hồ Xuân Long. Đối tượng này nhận hàng từ trên đầu mối bên kia biên giới, đến đêm sẽ đi xe khách để mang ra thành phố
Hà Nội. Đến nơi, Long không được biết sẽ giao dịch với ai mà chỉ biết ngồi chờ điện thoại cảm ứng thông minh gọi tới và chỉ định vị trí giao dịch. Khi nắm được thông tin đêm 22, rạng sáng 23 tháng 9, Long sẽ vận chuyển một lượng heroin lớn trị giá khoảng 700 triệu Việt Nam đồng ra thành phố Hà Nội. Tổng thể trinh thám của đội 5 được huy động để giăng lưới trên suốt quãng đường dịch rời dài 400 km của y. Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng sẵn những phương án để đối phó với những tình huống, kịch phiên bản không giống nhau. Khi Long đã ở trên xe, số chúng tôi phải giám sát và đo lường từng cụ thể như liệu có đối tượng người tiêu dùng khác hỗ trợ việc áp tải hàng cùng Long hay không. Hoặc đầu mối nguồn cung có cử tay chân đi theo để giám sát, đề phòng người vận chuyển tuồn hàng theo đường khác. Liệu Long và đối tượng người tiêu dùng hộ tống giả định đó có mang theo vũ khí nóng để sẵn sàng chống trả? Thay mặt đại diện đội 5 chia sẻ. Để đảm bảo an toàn sự bình yên cho hành khách, ngoài những trinh thám mặc thường phục được cài lên xe, một đội nhóm cảnh sát hình sự khác cũng bí mật bám sát chiếc xe khách của Long để sẵn sàng hỗ trợ khi cần. Cho tới khi chiếc xe khách chở đối tượng người tiêu dùng vào trong bến xe nước ngầm, những trinh thám đã bổ dây sẵn sàng xung quanh. Ban chuyên án đưa ra quyết định sẽ hành vi bất thần, khống chế đối tượng người tiêu dùng nhằm mục tiêu tránh gây nguy năng cho tất cả những người xung quanh. Tới giờ gờ, trinh thám hình sự của đội 5 đã lao tới cuộc ngã Hồ Xuân Long, thu giữ tổng thể 5 bánh heroin mà đối tượng người tiêu dùng để trong túi, xong xuôi chuyên án một cách bình yên, đảm bảo an toàn. Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng sẵn những phương án để đối phó với những tình huống, kịch phiên bản không giống nhau. Khi Long đã ở trên xe, số chúng tôi phải giám sát và đo lường từng cụ thể như liệu có đối tượng người tiêu dùng khác hỗ trợ việc áp tải hàng cùng Long hay không. Hoặc đầu mối nguồn cung có cử tay chân đi theo để giám sát, đề phòng người vận chuyển tuồn hàng theo đường khác. Liệu Long và đối tượng người tiêu dùng hộ tống giả định đó có mang theo vũ khí nóng để sẵn sàng chống trả? Xem bài gốc tại đây.